Để giảm tải cho hệ thống cả khu cách ly tập trung của thành phố và tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh yêu cầu thành lập cả khu cách ly cấp phường. Nhiều ngày qua, hàng chục người dân xã Thủy Bằng yêu cầu một số tu sĩ đang viếng Thiên An ngừng việc chặt phá rừng thông, lấn chiếm đất trái phép. Giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp như hiện nay, tại sao người dân bức xúc đến mức phải vừa đeo khẩu trang phòng chống dịch, vừa phải đòi lại công bằng? Những diễn biến khó lường của thị trường đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người nuôi tôm trên cảng càng khó khăn hơn. Hiện nay, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi ốc hương, một đối tượng có giá trị kinh tế cao. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 8. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và bây giờ là phần nội dung chi tiết. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình lao động bị ảnh hưởng trên địa bàn để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, cần hết sức chú ý đến công tác phòng dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp tỉnh và ngành Lao động Thương binh và Xã hội cần có đánh giá toàn diện người lao động tạm dừng nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh. Đáng chú ý là người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động. Lưu ý về công tác phòng dịch cho lực lượng thực thi công vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch COVID-19. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu ở các chỗ kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly cũng phải cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không được dịch bệnh lây lan từ những nơi này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt, nắm vững nguyên tắc 4 tại chỗ, tập trung huy động lực lượng cho công tác phòng chống dịch, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, song song với công tác phòng chống dịch, các sở ngành địa phương cũng cần tập trung phát triển kinh tế, tăng cường sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ tối đa để người dân thu hoạch tốt lúa hè thu. Đến thời điểm này, công dân trở về từ vùng dịch và thuộc diện cách ly tập trung đang tăng dần về số lượng và tần suất. Việc chuẩn bị đảm bảo nhu cầu về chỗ ở cho công dân thuộc diện cách ly tập trung là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để giảm tải cho hệ thống cả khu cách ly tập trung của thành phố và tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh yêu cầu thành lập cả khu cách ly cấp phường. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về công tác chuẩn bị. Đây là tình huống giả định công dân trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung tại trường tiểu học An Đông cơ sở 2, phường An Đông, thành phố Huế. Tất cả các khâu tiếp nhận và xử lý được diễn ra một cách nghiêm túc. Qua diễn tập sẽ đánh giá được khả năng nguồn lực để có những phương án phù hợp đối với tình huống dịch COVID-19 bùng phát. Buổi diễn tập cũng giúp công tác phòng chống dịch bệnh của 27 phường trên địa bàn thành phố Huế nắm bắt được trình tự, nội dung, phương pháp phòng chống dịch để triển khai tại cơ sở nhằm giảm tải số lượng công dân cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn. Hiện nay phường đã hình thành cái khu cách ly tập trung của phường, đảm bảo an toàn, chú đáo, sẵn sàng tiếp đón công dân từ các vùng dịch trở về địa phương. Thì quá trình tổ chức ở đây thì nó thuận lợi cho bà con nhân dân được gần nhà, rồi cái quy mô nó nhỏ, mình dễ quản lý, và thay nữa thì đảm bảo cả cái điều kiện sinh hoạt ăn ở trong cách ly cho bà con nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất và an toàn nhất cho bà con khi từ các vùng dịch trở về địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn trên địa bàn tỉnh cũng như của địa phương. Tôi thấy đây là việc triển khai rất có hiệu quả và hợp lý để mà chủ động trong việc công tác phòng và chống dịch bệnh COVID trong thời gian tới. Khi sau khi tập huấn thì phường sẽ báo cáo cho Thường vụ Đảng ủy để mà triển khai, chủ động triển khai các cái kế hoạch, các cái văn bản đảm bảo phòng và chống dịch bệnh COVID trong thời gian tới tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10 tháng 7 là 33.988 người, đang tổ chức cách ly y tế tập trung là 2.670 trường hợp. Với thành phố Huế thì đã kích hoạt hai khu cách ly, chung cư Hương Sơ và ký túc xá cao đẳng y tế với dung lượng hơn 500 chỗ.
Việc tiếp đón các công dân của Thừa Thiên Huế có nguyện vọng về địa phương với số lượng rất lớn nên rất cần đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Việc thành lập khu cách ly cấp phường sẽ có một vị trí ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm tải cho các khu cách ly của tỉnh cũng như của thành phố. Khi tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, lượng công dân về tại phường ngày càng đông, Ban Chỉ huy quân sự thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể đến với Ủy ban nhân dân các phường về tổ chức thiết chế bố trí một khu cách ly cũng như cách thức tiếp nhận công dân về cách ly tại phường. Cả khu cách ly tập trung cấp phường có sức chứa tối thiểu từ 30 đến 50 công dân, với nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung và cách ly những người trở về từ các vùng dịch cả trong và ngoài nước có nguy cơ nhiễm dịch bệnh COVID-19 và những người thuộc các đối tượng tiếp xúc gần với những bệnh nhân dương tính với COVID-19. Từ đó, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả và hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hà Nội vừa ra văn bản nâng mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Ngoài ra, người dân khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi và đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Đặc biệt, cả địa phương phải tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện chưa cần thiết, hạn chế tập trung đông người trong việc hiếu hỉ. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, không để quán nửa phía hè hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện, thị xã chỉ đạo các xã phường, thị trấn thành lập và duy trì các tổ giám sát và tuyên truyền chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gạo, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những người trong cả khu vực cách ly y tế, qua đó phần nào giải quyết khó khăn, giúp họ yên tâm hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất mức hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế mỗi người 5kg gạo trong 14 ngày. Cùng với đó, mỗi người cũng được nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng một ngày trong thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ những người dân gặp khó khăn trong cộng đồng với mức hỗ trợ mỗi người 15kg gạo một tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm nếu có. Thành phố sẽ xem xét sử dụng ngân sách để mua lương thực hỗ trợ người dân. Tỉnh Quảng Bình thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, đồng thời kiểm soát cho cả khu dân cư, đảm bảo nắm bắt thông tin về đi lại của người dân cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người đi về từ vùng có dịch. Chốt kiểm soát này có nhiệm vụ xác định lịch trình hoạt động của người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch. Chốt hoạt động 24/24 cho đến khi có thông báo mới. Tại đây, mọi phương tiện phải khai báo lịch trình đi lại và khai báo y tế bắt buộc. Nếu là xe khách phải có lệnh vận chuyển, mọi phương tiện đều được phun thuốc khử trùng trước khi đi vào địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra giám sát số người về từ vùng dịch Đà Nẵng và các địa phương khác để đảm bảo cách ly, theo dõi sức khỏe. Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng về từ vùng dịch, người có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cũng được tăng cường. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, hàng chục người dân cả thôn Kim Sơn và cư chảnh 1 xã Thủy Bằng đã căng băng rôn, biểu ngữ, kéo đến khu vực rừng đặc dụng thuộc khoảnh 5, tiểu khu 153, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy để phản đối, yêu cầu một số tu sĩ đang viếng Thiên An ngừng việc chặt phá rừng thông, lấn chiếm đất trái phép. Giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp như hiện nay, tại sao người dân bức xúc đến mức phải vừa đeo khẩu trang phòng chống dịch, vừa phải đòi lại công bằng? Phóng viên đã vào cuộc điều tra. Liên tục trong hai ngày 10 và 11 tháng 8, hàng chục người dân thôn Kim Sơn và thôn Cư Chảnh 1, xã Thủy Bằng kéo vào khoảnh 5, tiểu khu 153, nơi từng là rừng thông thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Thủy Bằng, nhưng đã bị một số đan sĩ đang viếng Thiên An hủy hoại, chiếm dụng và hiện đang đặt tảng đá có nội dung nói xấu, xuyên tạc về chính quyền và nhân dân để phản đối với các băng rôn biểu ngữ với nội dung: người dân thôn Kim Sơn, Thủy Bằng yêu cầu đang viếng Thiên An không được lấn chiếm đất, phá đường. Yêu cầu đăng viện Thiên An thảo dỡ bia đá vu cáo, xúc phạm người dân thôn Kim Sơn chúng tôi. Đề nghị đăng viện Thiên An xử lý thầy Võ Văn Giáo, thầy Phan Văn Giao và một số đan sĩ thường xuyên chửi bới xúc phạm người dân. Có mặt ngay khi sự việc đang xảy ra, chúng tôi đã ghi được những bức xúc của người dân. Đăng viện Thiên An là từ lúc chứ, mà tôi lên tôi nói nhiều lần rất tình cảm, mà Thiên An lại là cứ chiếm đất, lấn phá. Từ năm 2014 tới giờ chứ, mà dứt là giờ chứ là gần đây.
tôi phá tôi đâu sạch từng hệt của gia đình tôi mà tôi đã lên Thiên An, tôi nói đàng hoàng, nói rõ ràng, nói là đất là ba đời rồi, cái đất đó là trước của đảng viên Thiên An nữa, người ta trồng rất nhiều, cuối cùng chặt phá dần hết, rồi tôi yêu cầu là chính quyền là xử lý và những cái người trong tu viện Thiên An người nào sai thì có cái chế tài để làm người ta, người nào tốt thì ưu tiên cho người ta, còn đất của tôi là phải trả lại, yêu cầu Thiên An phải trả lại cho gia đình tôi. Tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi được biết nhiều người dân có mặt tại đây là nạn nhân bị một số đang sĩ đang viện Thiên An chiếm đất. Như trường hợp của ông Nguyễn Việt Cũ, người dân thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng đã bị một số đang sĩ đang viện lấn chiếm 140 m² đất. Trong quá trình lấn chiếm, số đang sĩ này còn bốc hai phần mộ nhà ông Cũ đến nay hơn 3 năm. Mặc dù cố gắng tìm kiếm, nhưng ông Cũ và con trai vẫn không tìm thấy phần mộ của gia đình mình. Hành vi ngang ngược, bất chấp đạo lý, pháp luật của các đang sĩ đang viện đã gây bức xúc cho người dân. Ngang cái thông là thẳng xuống rửa là của tôi. Lối trước xoài tôi đâu, đâu đây là trong ghế tầng, hàng đây mình cứ hết. Hàng cứ hết rồi, tôi làm lên nói gặp thầy giáo đâu, nói là tình. Mà dân về vấn đề hàng cứ ngoan cổ đó. Vương tôi để nở măng này của hãng này nữa này của tôi tăng măng này của hãng này. Đâu đâu ăn cướp chứ. Thật đáng buồn khi giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân đang nỗ lực cùng chính quyền chống dịch, thì một số đắc sĩ đang viện Thiên An lại có những hành động gây bất bình cho người dân nơi đây. Phải chăng do nỗi bức xúc này đã đẩy người dân hành động tự phát trong những ngày vừa qua? Thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Những ngày gần đây, một số đắc sĩ đang viện Thiên An còn livestream, đăng tải các bài viết, thậm chí là thông cáo báo chí trên mạng Internet, trang mạng xã hội Facebook có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc vu khống chính quyền công an là lên kế hoạch giả danh người dân để đe dọa khủng bố, xúc phạm danh dự nhân phẩm các đăng sĩ đăng viện Thiên An. Liệu đây có phải là lần đầu tiên người dân và đăng sĩ đăng viện Thiên An xảy ra tranh chấp? Phóng viên chúng tôi đã liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng để tiếp tục tìm hiểu điểm mấu chốt của sự việc này. Về chính quyền địa phương cũng đã nắm được thông tin này. Trong thời gian qua thì việc tranh chấp lấn chiếm đất đai giữa đăng viện Thiên An và các hộ dân thì cũng đã kéo dài trong thời gian qua. Về phía hộ dân của thôn Kim Sơn đã có những đơn đã gửi đến chính quyền địa phương và chúng tôi cũng đã có xác minh và có kiểm tra. Và trên vụ việc trên thì có đơn khiếu nại về vấn đề đất đai, tranh chấp đất đai thì chính quyền địa phương đã có cái giấy mời hai bên liên quan đến ủy ban xã để làm việc theo quy định. Thì ủy ban xã đã mời đến hai bên các bên liên quan đến để giải quyết, thì về phía người dân cũng như đại diện của các ngành rồi ở đại diện thôn và người dân đã đến. Tuy nhiên ở phía đăng viện Thiên An không đến, cho nên là cái việc để mà giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa hộ gia dân gia đình cá nhân đã có đơn thì việc này cũng chưa thực hiện được. Không chỉ lần chiếm đất của một số hộ dân thôn Kim Sơn sống sạc đăng viện, mà một số đăng sĩ đăng viện Thiên An còn ngang ngược, mượn Kim Thánh, sự tôn trọng của người dân đối với Đức Chúa để ngăn cản, phá hoại việc xây dựng hợp pháp của người dân. Điển hình đầu tháng 11 năm 2018, trong khi ông bà Nguyễn Đăng Tuấn và Đoàn Thị Thuần, thường trú tại 119 Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, đang xây dựng nhà thờ ở thửa đất số 43-1A, tờ bản đồ số 6, ở thôn Cư Chảnh 1, xã Thủy Bằng, thì 60 đăng sĩ đăng viện Thiên An kéo từ trên dòng Thiên An xuống khu vực công trình xây dựng của ông Tuấn ở ngã ba đường tỉnh lộ 25, giao nhau với con đường dẫn lên dòng Thiên An, cản trở không cho thờ xây dựng. Rồi đọc kinh cầu nguyện, dương băng rôn, yêu cầu ông Tuấn trả đất cho đăng viện và quay phim chụp ảnh, phát trực tiếp lên mạng Internet. Đồng thời có những bình luận xúc phạm không đúng sự thật về việc xây dựng nhà thờ của ông Tuấn. Trong khi đó, thửa đất mà ông Tuấn đang xây dựng có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Quá trình xây dựng đã được chính quyền cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Và đây hoàn toàn không phải là đất của đăng viện Thiên An như những gì một số đăng sĩ đăng viện đã xuyên tạc vu khống. Ngoài ra, đăng sĩ Nguyễn Văn Lời của đăng viện Thiên An còn ngang nhiên tuyên bố với người dân, cỏ dọc đường đi lên đăng viện Thiên An là cỏ của đăng viện Thiên An. Toàn bộ đất thôn Kim Sơn, thôn Cư Chảnh 1 là của đăng viện Thiên An. Như vậy có thể thấy, hành vi sai trái của một số đăng sĩ đăng viện Thiên An đã xảy ra từ năm 2015 và đến nay không những không có dấu hiệu dừng lại
mà ngày càng quả đáng, ngang ngược hơn. Tiếp tục với một số thông tin khác. Ngày 16 tháng 8, trên giao diện trang www.agoda.com đã có sự điều chỉnh vị trí của Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay vì Đà Nẵng mà Agoda đã định vị sai trước đó. Trong khoảng thời gian khá dài, nhiều du khách và người dân trong tỉnh rất bức xúc khi trang đặt phòng trực tuyến nổi tiếng như Agoda lại có định vị sai về địa điểm. Khi thực hiện tất cả các thao tác tìm kiếm địa danh Lăng Cô trên thanh công cụ tìm kiếm của Agoda đều cho ra kết quả thành phố Đà Nẵng. Đây là sự nhầm lẫn khiến du khách cứ nghĩ Lăng Cô thuộc thành phố Đà Nẵng, gây hiểu nhầm về mặt vị trí địa lý và ảnh hưởng đến thương hiệu điểm đến của du lịch Thừa Thiên Huế. Sự điều chỉnh này thể hiện sự cầu thị tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, bởi trước đó cơ quan chức năng khó liên lạc được với Agoda chi nhánh Việt Nam. Lăng Cô là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế của Thừa Thiên Huế, với bãi biển tuyệt đẹp, có đầm lập ăn, hệ thống resort nghỉ dưỡng cao cấp. Vịnh Lăng Cô cũng đã được công nhận là vịnh đẹp thế giới do câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới World Bay bình chọn từ năm 2009. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tái đàn lợn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025. Lợn tái đàn được nuôi phần lớn tại các trang trại đảm bảo an toàn sinh học ở thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện Quảng Điền, Phong Điền và các trại nuôi tập trung, các hộ có đất đai rộng, cách ly, cách biệt với nhà ở và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học đảm bảo cung cấp sản phẩm để bình ổn giá thịt lợn cho người tiêu dùng. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có khoảng 10.000 hộ cơ sở đã nuôi trở lại sau dịch để tái đàn, tăng đàn. Trong đó có 38 doanh nghiệp trang trại. Số lượng tái đàn khoảng 95.000 con, đạt khoảng 70% tổng đàn. Doanh nghiệp vừa và trang trại lợn tái nuôi khoảng 57.000 con, chiếm khoảng 60% số tái đàn. Được biết, tái đàn lợn theo hướng đảm bảo an toàn sinh học nhằm giảm thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiến tới chấm dứt tình trạng chăn nuôi trong khu vực dân cư, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững. Thừa Thiên Huế có hơn 1.300 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó 318 hecta nuôi tôm trên cát. Sau một thời gian phát triển nóng, hiện nay nghề nuôi tôm trên cát đang phải đối mặt với nhiều rủi ro do dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt trước những diễn biến khó lường của thị trường đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến người nuôi tôm trên cát càng khó khăn hơn. Trước thực trạng trên, nhiều hộ nông dân nuôi tôm trên cát tại huyện Phong Điền đang mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi ốc hương, một đối tượng có giá trị kinh tế cao. Đây là khu vực nuôi tôm trên cát của anh Nguyễn Bá Thanh tại vùng cát thôn Trung Đồng, xã Điền Khương, huyện Phong Điền. Những năm gần đây, tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng không mang lại hiệu quả khả quan, thua lỗ liên tiếp. Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường đầu ra sản phẩm cho tôm nuôi khó khăn, giá giảm sâu nên anh Thanh chuyển đổi sang mô hình nuôi ốc hương ngay trên hồ tôm. Trên diện tích 5 hecta của trang trại, anh Thanh đã cải tạo và đưa vào thả nuôi 3 ao với 5 triệu con giống với mức đầu tư khoảng 1,8 triệu đồng. Nếu môi trường thuận lợi thì từ 7 đến 8 tháng sẽ cho thu hoạch với sản lượng ước đạt gần 40 tấn, với giá bán từ 220.000 đến 250.000 đồng 1 kg, cho tổng thu nhập 4,5 tỷ đồng, trừ chi phí là hơn 2 tỷ đồng. Mức mà mình đầu tư ra, kể cả con giống, kể cả thức ăn, tổng chi phí là khoảng 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 8. Còn mà khi xuất mà nếu mà số lượng mà ổn á, mà khi xuất giá hiện tại bữa nay là khoảng là nếu mà đạt là 4 tỷ rưỡi. Là địa phương nuôi tôm trên cát trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phong Điền hiện có 170 hecta diện tích hồ tôm đang được thả nuôi. Mô hình nuôi ốc hương trên hồ tôm đã mở ra triển vọng kinh tế mới cho người dân nơi đây. Riêng tại xã Điền Hương, sau khi ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến nay, có khoảng 12 hồ nuôi tôm trên cát chuyển sang nuôi ốc hương. Đây là hướng đi mới mở ra nhiều triển vọng cho bà con nông dân vùng Cổ Điền nói chung, Điền Hương nói riêng. Nuôi tôm trên cát thì trước mắt thì chuyển một số hồ là sang hướng đi mới đó là nuôi ốc hương. Còn vấn đề cả cái hồ mà nuôi tôm trong cái giai đoạn hiện nay á, thì địa phương đang khuyến khích bà con thì tạm dừng nuôi tôm vì nó đang khó khăn, cho nên là khuyến khích một số hồ là chuyển sang mô hình nuôi ốc hương, một số hồ là thả nuôi cá dìa rồi là cá kinh để tạm thời qua cái mùa dịch, và sau cái mùa dịch thì sẽ tiếp tục là nuôi tôm trong cái vụ cuối năm này. Qua đánh giá, quản lý đánh giá của chúng tôi là đây là một mô hình hết sức là thành công. Thông qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng mong muốn là các người nuôi tôm, các người nuôi thủy sản trên địa bàn là cũng học tập cái kinh nghiệm để mà phát triển cái mô hình này lên. Tuy nhiên cái mô hình này thì phải đòi hỏi là những người nuôi phải thực sự
có tấm, rồi là phải có người nguồn lực lớn. Điểm mới của mô hình này là người nuôi thực hiện theo chuỗi liên kết từ cung ứng nguồn giống, chuyển giao kỹ thuật đến ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng phát triển nhân rộng mô hình. Việc các hộ nông dân chủ động tìm hiểu, mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi tôm trên cát sang mô hình nuôi ốc hương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 được chính quyền địa phương và hộ nông dân tỉnh đánh giá cao. Thì hiện nay nhiều bà con nông dân mà nuôi tôm thấy tình hình khó khăn như vậy về đầu ra thì bà con đã chủ động chuyển đổi sang để nuôi các cái loại cây con khác, như là ở trên nhiều địa bàn, nhiều xã của vùng Phong Điền thì đã bà con đã chuyển các cái ao hồ nuôi tôm sang nuôi ốc hương. Và đây là một cái hình thức chuyển đổi theo chúng tôi thấy là nó có thể đem lại hiệu quả rất cao, thời gian nuôi rồi đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn, và cái đầu ra của sản phẩm thì hiện nay trên thị trường trong ngoài nước về cái nguồn hàng ốc hương là bán rất là được giá. Việc xây dựng chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản ngoài mục tiêu đảm bảo đầu ra ổn định còn hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc, nâng cao uy tín sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đây là một xu thế tất yếu để xây dựng một ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững. Phần cuối như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, thấp nhất 24 đến 25 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 73 đến 80%. Vùng biển Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.